Bình Tinh bật khóc khi bị nói cha nuôi Phủ Linh để lại di chúc giao hết tài sản. Mới đây ông Hoàng Cải Lương Phủ Linh qua đời, kèm theo đó là những lời đồn thổi xung quanh cuộc đời của ông, khiến cho người thân trong gia đình của nam nghệ sĩ rất hoang mang. Như thông tin mới đây, clip bị đặt độc ác nói ông Hoàng Cải Lương hồ quảng, Phủ Linh do thời trẻ vướng đủ mọi tật xấu nên tán gia bại sản, cuộc đời sống cô độc nghèo khổ. Rồi chuyện vợ con chính thức của Phủ Linh bất ngờ xuất hiện ở đám tang gây rối, đòi chia gia tài với con nuôi và người thân. Nhất là chuyện đó, Phủ Linh trước khi mất đã viết di chúc để hết tài sản cho con gái nuôi là nghệ sĩ Bình Tinh. Xin thưa, câu chuyện này đã được gia đình Phủ Linh giải quyết xong rồi. Cậu Năm vẫn còn nằm đó, hãy coi chừng hương hồn người mất linh thiêng. Riêng với Bình Tinh, thời gian qua đã lấy đi của em nhiều người thân, từ cha, mẹ, anh hai, dì, cậu và bây giờ tới ba nuôi Phủ Linh. Bình Tinh vẫn chưa mãn tang mẹ, giờ phải đổi thêm tang ba nuôi. Bất kỳ ai nếu lâm vào hoàn cảnh như Bình Tinh đều không thể chịu đựng nổi. Hãy đặt mình vào vị trí Bình Tinh, hãy thương em ấy và đừng thiêu dệt thêm bất cứ điều huyền hoặc nào nữa làm tổn thương em ấy. Em ấy đã sống trọn tình với ba nuôi Phủ Linh từ lúc ba Phủ Linh còn khỏe cho tới khi ba bệnh nằm viện rồi ba mất. Những ngày qua, có ngày Bình Tinh chỉ ngủ được 2 tiếng đồng hồ, không ăn uống nổi, người gầy sộp khiến cho ai cũng xót xa. Bình Tinh hiếu thảo, chỉ biết lo tròn trách nhiệm với ba. Chuyện Phủ Linh trước khi mất đã viết di chúc để hết tài sản cho con gái nuôi là nghệ sĩ Bình Tinh là hoàn toàn bị đặt. Những ngày tang lễ Bình Tinh cùng những người thân trực bên linh cữu của Phủ Linh, tuy nhiên có những lúc khách đến viếng không thấy mặt Bình Tinh thì cho tôi được bật mí, lại máy phải đưa đoàn Hình Long đi hát chầu, theo lịch đã ký không thể về được. Đi hát mà trong lòng em ấy không an, xong xôi là Bình Tinh lại về bên ba Phủ Linh ngay. Đọc những lời của Bình Tinh viết trong sổ tang khiến ai cũng ngẹn ngào. Ba ơi kiếp sau vẫn quánh trách con nha ba, con nhớ ba. Sinh thời trong những buổi tập tuồng, Bình Tinh bị ba nuôi Phủ Linh quánh vô đích là chuyện thường xuyên. Bây giờ Bình Tinh có muốn như vậy cũng không được nữa rồi. Cháu ruột nghệ sĩ ưu tú Phủ Linh khóc nức kể chuyện cậu bị trù ra đi từ rất lâu. Vào trưa ngày 5 tháng 3, nghệ sĩ ưu tú Phủ Linh ra đi tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh qua lời kể của một người thân quen với ông. Những ngày cuối đời, nghệ sĩ ưu tú Phủ Linh yếu dần, ông ở trong tình trạng hôn mê, tiên lượng xấu. Từ năm 2019, nghệ sĩ ưu tú Phủ Linh đã ngừng hoạt động nghệ thuật vì sức khỏe không còn đảm bảo. Những năm trước khi từ giã cõi đời, ông nhiều lần đối diện với tin sai sự thật về tình trạng sống còn của mình. Điều này đã làm người thân của ông vô cùng đau buồn. Nhắc lại trong tang lễ của cố nghệ sĩ, trả lời phỏng vấn Hồng Phượng, cháu ruột của cố nghệ sĩ Phủ Linh cho biết, sinh thời cậu là người có sức ảnh hưởng, được khán giả quan tâm. Vì lẽ đó có những cá nhân đã lợi dụng để thực hiện hành vi không đẹp. Mọi người quan tâm cậu là điều dĩ nhiên, vì cậu là một ngôi sao, là thần tượng của rất nhiều nghệ sĩ và khán giả. Việc thương tiếc cậu thì gia đình cũng hiểu điều đó. Gia đình hạnh phúc vì cậu được yêu thương như vậy. Thực sự ngày hôm nay buổi đám tang của cậu trọn vẹn, lớn và hoành tráng như cái tên của cậu. Đó là điều hạnh phúc cho gia đình. Cậu là ông vua mà, nên cậu cũng phải hoành tráng như vậy đó. Cô xúc động khi nói đến những kẻ đã bất chấp trù ẻo ông Hoàng Cải Lương trong những năm tháng cuối đời. Cũng mong các bạn dù cho như thế nào thì hãy để cho người nghệ sĩ luôn luôn đẹp. Chứ mọi người trù cậu Hồng Phượng lâu lắm rồi, đăng tin cậu mất rất nhiều năm rồi. Bây giờ sự thật nó đã diễn ra như vậy, không biết mọi người suy nghĩ gì khi làm như vậy đối với rất nhiều nghệ sĩ, chứ không riêng cậu. Phượng nghĩ là mọi người nên thức tỉnh đi, bởi vì điều đó không tốt, việc làm đó rất xấu. Trao đổi với phóng viên khi ấy, Hồng Phượng khẳng định cậu ruột vẫn khỏe mạnh. Vì cậu không dùng mạng xã hội nên chỉ nghe được tin này qua người thân kể lại. Khi ấy cô bức xúc bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng cần quan tâm, điều tra người đứng sau những đoạn clip và có biện pháp xử lý đối với những đối tượng này.